Trong thế giới hải tặc One Piece, các trái ác quỷ hầu hết đều có uy lực rất lớn, có thể mang đến cho người sử dụng sức mạnh kinh khủng. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người sử dụng không thể phát huy tốt năng lực từ trái ác quỷ, khiến nó trở nên vô dụng, bị phí hoài sức mạnh trong tay người đó. Chào mừng các bạn đã đến với Shonen Action. Hôm nay, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu top 5 người ăn trái ác quỷ từ khi còn rất nhỏ nhé. Nico Robin. Nico Robin còn được biết đến với tên gọi đứa con của quỷ, là nhà khảo cổ của băng hải tặc Muzum. Cô lần đầu xuất hiện với vai trò phó chủ tịch của Baroque World và là nhân vật phản diện số 2 của Saga Alabasta, mật danh Miss On Sunday trước khi gia nhập băng Muzum. Khi còn nhỏ, Robin đã bị truy na đến 79 triệu berry khi ăn trái Hanahana no Mi, tạo nên gần như toàn bộ sức mạnh của cô và bị cho là đã đánh chìm 6 tàu chiến Buster Call với năng lực trái quỷ của mình. Tuy nhiên đó chỉ là sự vu khống. Số tiền truy na này được đưa ra vì cô có khả năng đọc được các phiến đá về thế kỷ trống, nhưng con tàu đó thực ra bị phá hủy bởi Jaguar D'Shaw sau khi ông giúp Robin trốn thoát khỏi vụ hủy diệt đảo Ohara. Robin không có các năng lực siêu phàm ngoài sức mạnh của trái ác quỷ, nhưng cũng hơn một vận động viên trung bình, trong khi việc thường xuyên sử dụng sức mạnh trái ác quỷ trong chiến đấu đặt ra nhiều nghi vấn về sức mạnh thể chất của cô. Thì hết lần này đến lần khác, sức mạnh của Robin thật sự khỏe hơn những gì người ta nghĩ. Sức mạnh của cô đặc biệt thích hợp để tấn công với một số lượng lớn kẻ thù, và thực tế thì các thành viên khác của nhóm đã xếp cô chung với bộ ba quái vật khi xét về sức mạnh của dựa trên sự nguy hiểm. Và sau time skip, cô chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với một người cá bằng cách di chuyển vòng quanh và nhanh chóng khuất phục hắn trong vòng một đòn. Và dù cho cô làm điều đó bằng sự trợ giúp từ năng lực trái ác quỷ, thì sự thật là cô đã làm bằng cách tạo ra bản sao phân thân của cô trên mục tiêu, trong khi bản thể thật của cô cũng hành động tương tự cho thấy sức mạnh thể chất của cô. Bo Hancock. Cô được nhắc đến lần đầu tiên bởi anh em nhà Risky ở phần cuối sự kiện Thriller Bark khi so sánh sức đẹp của phụ nữ huyền thoại này với những nàng tiên cá. Cô được nhiều người tôn sùng thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Trong khi cô đang làm một thất vũ hải, cô đã phải lòng và yêu Monkey D. Luffy, rồi vì đó chống lại chính quyền thế giới. Cũng như hai cô em gái của mình, cô có một dấu ấn nô lệ của các thiên long nhân trên lưng mình. Điều này là điều cô luôn cố giấu nó trong bí mật và sẽ sẵn sàng hóa đá bất cứ ai nhìn thấy nó, ngoại trừ hai cô em gái của mình. Để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy nó, cô và các em gái của mình đã tạo nên một lời nói dối là trên lưng của các cô có những con mắt Gogon, nó sẽ làm mọi người hóa đá khi nhìn thấy nó. Hancock đã bị ép ăn trái Mero Mero no Mi, một loại trái cây ác quỷ hệ Paramecia, bởi các quý tộc thế giới đã biến cô thành nô lệ với mục đích mua vui. Những người rơi vào cạm bẫy tình yêu với Hancock bởi sự quyến rũ của cô đều bị một khả năng nào đó từ trái ác quỷ biến những người này thành đá, có thể dùng để tấn công ở một khoảng cách gần hoặc xa. Tất cả mọi người với ý nghĩ xấu xa đều bị biến thành đá trong bất cứ lúc nào, miễn là họ không thể kìm hãm cảm xúc như sợ hãi hoặc là đau đớn, hoặc chỉ đơn giản là không thoát được nó. Mặt khác, cô cũng có những điểm yếu như người sử dụng năng lực trái ác quỷ khác. Doflamingo. Doflamingo là một thành viên trong thất vũ hải, là thuyền trưởng của băng hải tặc Dawnquist, là vua của Dressrosa và cũng là người môi giới trong thế giới ngầm, nơi mà anh ta sử dụng bí danh Joker. Vì là vua của Dressrosa nên Doflamingo có quyền lực tuyệt đối cai trị hoàn toàn vương quốc. Có vẻ như anh ta rất được mọi người trên vương quốc yêu quý, chẳng hạn như khi thông báo rời thất vũ hải và thoái vị vương quyền. Dù tin này là tin giả mạo, thì người dân đã náo loạn và kêu gọi đức vua xem xét lại quyết định đó. Ngay cả sau chuyện đó thì Doflamingo vẫn được dân chúng tôn thờ. Người dân vẫn cổ vũ và chấp hành luật lệ tại đấu trường Crodida, hoặc trừng mắt giận dữ khi Frankie nói xấu đức vua của họ. Doflamingo đã từng có lo vào Vego là thuộc hạ dưới trướng. Trước khi trở thành Vego nổi tiếng gia nhập hải quân theo lệnh của Doflamingo, ông ta đã lên cấp trong 15 năm và cuối cùng trở thành một phó đô đốc trong khi vẫn giữ danh tính thật sự của mình. Doflamingo đã có được một thuộc hạ hải quân hết mực trung thành và đáng tin. 8 năm trước khi chuyện bắt đầu, Doflamingo 31 tuổi gia nhập thất vũ hải và xây dựng danh tiếng. Anh ta cũng trở thành vua của Dressrosa và có một kẻ sở hữu trái ác quỷ đã biến một phần người dân thành các đồ chơi biết nhận thức, đồng thời ban hành những luật lệ phải được chú ý tuân theo từng ly từng tí. Doflamingo thành lập liên minh ba chiều cùng với các nhà khoa học của hải quân Caesar và tứ hoàng Kaido để sản xuất Zed cùng với trái ác quỷ nhân tạo, tạo ra cả một đội quân doan hùng mạnh ở tân thế giới. Tuy cần Caesar để sản xuất, nhưng Doflamingo không tin tưởng hắn ta nên cử Vego tới hoạt động như một người trung gian. Vego giúp ích cho nghiên cứu của Caesar bằng cách báo cáo vụ việc những đứa trẻ bị bắt cóc đã chết do một tai nạn trên biển. Monet đóng vai trò là một đại diện âm thầm giám sát nhà khoa học loạn trí thay mặt cho Doflamingo. Ruffy. Trong chương đầu tiên, Ruffy xuất hiện dưới dạng một cậu nhóc 7 tuổi hồn nhiên nhưng không kém phần nghịch ngợm, sinh ra và lớn lên tại hòn đảo Dao trong ngôi làng Fusha thuộc East Blue. Từ nhỏ, Ruffy đã được ông nội huấn luyện rất kỹ lưỡng để trở thành một hải quân xuất sắc theo mong ước của Garp. Ngay từ khi còn nhỏ, Ruffy đã cùng gia đình Dadan, một đại gia đình nuôi dưỡng những người cháu của Garp, chống lại băng hải tặc Blue Gem quấy rối hòn đảo mà Ruffy sinh sống. Tuy nhiên, Shanks mới là người khơi dậy tình yêu biển cả đối với cậu bé 7 tuổi này khi có một thời gian dài lưu lại tại làng Fusha, quê hương của cậu bé Ruffy. Khi còn bé, Ruffy đã vô tình ăn trái ác quỷ do Shanks giành được từ thuyền địch nên anh ta đã trở thành người cao su. Tuy ăn phải trái ác quỷ làm cậu không thể bơi, nhưng mong muốn ra biển, đặc biệt là ước muốn trở thành vua hải tặc,
và tìm được kho báu One Piece của Ruffy vẫn không hề giảm. Ruffy lên đường tìm kiếm đồng đội để lập băng hải tặc cho riêng mình. Bằng mũ rơm, hành trình trở thành hải tặc của Ruffy bắt đầu. Sau chuyến hành trình ở East Blue, Ruffy cùng 4 thành viên Roronoa Zoro, Nami, Usopp và Sanji trên chiếc thuyền Going Merry tiến vào Grand Line. Ruffy lúc này đã có số tiền truy nã đầu tiên là 30 triệu berry. Lo. Khi quê hương anh bị tàn phá, mất đi gia đình cùng bè bạn, rồi được chuẩn đoán chỉ có thể sống không quá 38 tháng nữa, Lo đã không còn như trước. Theo như Doflamingo, Lo gia nhập băng của Hàn Quốc vì muốn hủy diệt mọi thứ xung quanh mình. Chỉ sau khi căn bệnh của Lo được chữa khỏi, anh đã dần dần thay đổi. Lo là người sở hữu trái Obeobenomi, cho phép anh ta tạo ra một bán cầu tỏa ánh sáng màu xanh nhạt. Trong vùng cầu này, anh có thể tách và di chuyển bất cứ thứ gì nằm trong vùng ánh sáng xanh, kể cả bản thân. Cắt nghĩa là anh ta có thể phẫu thuật mọi thứ trong phòng phẫu thuật hình cầu này. Sở hữu năng lực trái ác quỷ linh hoạt nhất, Lo dễ dàng gây thiệt hại nặng trong vùng anh ta kiểm soát. Anh cũng có thể dịch chuyển tức thời nhờ dùng năng lực này. Ngoài ra, anh ta cho thấy có thể sử dụng năng lực này để chữa bệnh, như lúc chữa trị cho lũ trẻ khổng lồ khỏi cơn nghiện gây ra bởi thứ thuốc độc của Caesar. Dường như Lo đã biết cách phát huy tối đa sức mạnh của mình, minh chứng là anh ta có thể cắt đôi cơ thể một người đang tẩm haki. Điểm yếu của năng lực này là đòi hỏi sự tập trung cao độ để sử dụng. Lo phải thao tác tay liên tục để phát huy năng lực trên các nạn nhân, tạo cơ hội cho những kẻ có tốc độ cao tấn công, ví dụ Vego. Dùng năng lực này càng nhiều thì càng tốn sức, toàn bộ sức mạnh của năng lực này vẫn chưa được bộc lộ. Ngoài ra, anh cũng có điểm yếu cơ bản như mọi kẻ sử dụng trái quỷ khác.